tràn ngập hạnh phúc, niềm vui như bay lên mãi giữa bầu trời. Mỗi một mùa một cảm giác, cùng hát lời buồn mùa yêu thương. Người ta cũng thường nói là yểu điệu thục nữ thì quân tử mới hiếu cầu. Bản thân chồng cũng muốn người phụ nữ phải luôn thấp bé hơn họ. Chúng ta chỉ cần làm một ít thôi để chồng lo. Em cảm thấy rằng là đó là một điều sai chứ không phải là một điều tốt. Chăm sóc chồng con bữa ăn, giấc ngủ. Mình có công việc của mình, không thể nào mà đầu tắt mặt tối trong gia đình hoài được với con cái, chồng con. Chồng cũng đi làm, vợ cũng đi làm rồi, vậy thì về nhà rồi, cơm đâu ăn. Cứ mãi mê cái mặt mình ở trong bếp á, thì mình rất xấu xí. Bắt buộc rằng là bạn phải lui về hậu phương, không được ra bên ngoài để tiếp tục cái đam mê. Em sẽ không làm được điều đó. Lấy mình rồi thì chồng phải hiểu được tính chất của công việc người nghệ sĩ. Cát Tường xin chào đón quý vị đến với chương trình Bốn Mùa Yêu Thương. Chương trình được phát sóng trong khung giờ rất quen thuộc 20:30 tối thứ tư hàng tuần trên kênh VTV2. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn đến một cái vấn đề cũng rất là hấp dẫn, đó là phụ nữ có cần quá đam mê về công việc hay không. Và người phụ nữ mà chúng ta sẽ gặp ngày hôm nay đó chính là nữ ca sĩ xinh đẹp Giang Hồng Ngọc. Bốn mùa yêu thương. Giang Hồng Ngọc, nữ ca sĩ sở hữu giọng hát đẹp và tràn đầy nội lực. Sau khi liên tục đạt thành tích cao ở những cuộc thi âm nhạc có tiếng, giờ đây tên tuổi của cô đang ngày càng được đông đảo khán giả đón nhận. Đó là kết quả của cả một quá trình từng ngày phấn đấu của cô ca sĩ luôn cháy hết mình vì nghệ thuật. Giang Hồng Ngọc nghĩ rằng phụ nữ chúng ta có cần quá đam mê công việc hay không? Công việc bao nhiêu là đủ hay là chúng ta chỉ cần làm một ít thôi để chồng lo? Với em thì em nghĩ rằng là phụ nữ thời nay là phải vừa chu toàn công việc, phải giỏi mà vừa cũng phải giỏi việc gia đình. Có nghĩa là không phải hẳn là nấu ăn quá giỏi, nhưng ít nhất cũng phải là một người lăn xả vào bếp được. Theo Tường biết là cái lịch duy trình diễn của Ngọc cũng khá là dày đặc. Vậy dạ. Thì Ngọc nghĩ rằng Ngọc có đủ thời gian để mà làm cái việc mà Ngọc vừa chia sẻ, là người phụ nữ là cũng có chăm sóc chồng con bữa ăn, giấc ngủ, thì Ngọc nghĩ Ngọc có làm được không? Em là một người rất là đam mê những công việc bếp núc, vì bản thân em rất thích nấu ăn. Thực sự lịch trình của em rất dày đặc, nên là mình khi mà mình có thời gian rảnh một cái là mình sẽ làm những cái việc mà mình thực sự yêu thích ở trong gia đình. Nhưng mà cũng có cái câu là khi nào mình rảnh, chứ không phải là luôn luôn. Tại vì nếu như sau này chồng mình lấy mình rồi thì chồng phải hiểu được cái công việc, tính chất của công việc người nghệ sĩ đó là không có giờ giấc ổn định. Có nghĩa lúc nào cũng có thể đi quay, lúc nào cũng có thể đi hát. Nhưng mà là một cái người vợ trong tương lai thì Hồng Ngọc có nghĩ rằng chồng mình, những lúc mà mình bận rộn đi ở ngoài để lo con đường nghệ thuật của mình á, thì bạn có đủ tự tin giao con cái và nhà cửa giống như là chuyện bếp núc cho chồng mình không? Bạn nghĩ là chồng bạn có làm tốt được những việc đó không? Em nghĩ là được. Được? Chắc chắn là được. Là tại vì trước khi mình đến với người mà mình thực sự yêu thương, mình cũng đã có một cái quá trình tìm hiểu rồi. Không phải việc gì cũng là người vợ, mà cũng không phải việc gì cũng là người chồng. Em nghĩ rằng khi mà có sự chia sẻ đó thì cả hai vợ chồng sẽ rất hiểu nhau và yêu thương nhau hơn. Tại vì sẽ biết được những cái cực của vợ, mà vợ cũng sẽ hiểu được những cái cực khổ của chồng mình. Nhưng vậy thì một cái điều ngược lại, người ta cũng thường nói là yểu điệu thục nữ thì quân tử mới hiếu cầu. Nếu như mà Ngọc nghĩ rằng trong cuộc sống mình mạnh mẽ quá, mình ra bên ngoài, mình hướng ngoại nhiều quá, mình đi làm, mình độc lập về kinh tế, mình có thể vượt qua được những cái khó khăn của cuộc sống, vậy thì Ngọc có nghĩ rằng nếu như vậy thì người đàn ông họ sẽ từ từ dần dần họ mất đi một cái cảm giác được cảm bảo bọc che chở, được bảo bọc che chở cho mình hay không? Dạ, thì thực sự em có suy nghĩ đó, cho nên là giống như em nói, em vẫn thích lăn xả ngoài xã hội. Có nghĩa là không thể nào mà đầu tắt mặt tối trong gia đình hoài được với con cái, chồng con. Mình cũng phải là một người của công việc. Nhưng nó ở một cái chừng mực là khi mình có thành công ngoài xã hội nữa, nhưng về nhà mình vẫn một cái gì đó rất bé bỏng trong lòng chồng mình thôi. Dạ có. Thực sự ở một thời gian đầu, lúc mà em tầm 25 tuổi, thời điểm đó mình cũng đã lớn mà qua cái tuổi trưởng thành mình rồi, nhưng lúc đó em đam mê công việc lắm, thì cũng có yêu rồi, cũng có những cái giai đoạn thử thách, thì mình cảm thấy rằng là
sau đôi lúc mình cho phép mình mạnh mẽ quá, cho nên mình cảm giác rằng mình không có được sự che chở thực sự. Bản thân em đã trải qua và em cảm thấy rằng là đó là một điều sai chứ không phải là một điều tốt. Dù là người phụ nữ có mạnh mẽ đến đâu đi nữa, nhưng thực sự ở bên cạnh chồng mình với gia đình mình thì mình cũng chỉ là một cái gì đó rất nhỏ nhắn để mà chồng mình yêu thương và che chở bảo bọc cho mình. Nhưng nếu đến một lúc nào đó mà chồng của bạn yêu cầu bạn vì một cái hoàn cảnh nhất định nào đó, hoặc là không yêu cầu mà do cái hoàn cảnh gia đình đến một cái giai đoạn mà bạn bắt buộc rằng là bạn phải lui về hậu phương, không được ra bên ngoài để tiếp tục cái đam mê công việc của mình nữa, để mà là lo cho gia đình, thì bạn sẽ làm như thế nào? Có sẵn sàng không? Chắc em sẽ không làm được điều đó. Vì bản thân em là người nghệ sĩ mà, trước khi không phải là đây là mình hợp đồng hay là cái gì cả, nhưng mà trước khi mình tiến đến một cái cuộc hôn nhân thì ít nhất mình cũng phải có một cái cuộc nói chuyện với em. Nó là một cái cuộc nói chuyện nó thực sự rõ ràng hai từ hai phía, để ông xã của mình hiểu cái tính chất công việc của mình, và đồng thời cũng sẽ ủng hộ cái niềm đam mê đó của mình, chứ không phải là dập tắt đi cái ngọn lửa đam mê đó. Như vậy cũng rất là hay. Đó là ý kiến sơ bộ của Hồng Ngọc nãy giờ thôi, chưa nhiều lắm. Bây giờ Tường sẽ mời Ngọc cùng quý vị khán giả lắng nghe những cái chia sẻ sau một cái đoạn clip phỏng vấn sau đây. Trong thời đại hiện đại thì mình nên trở thành một người phụ nữ tự lập. Bởi vì mình tự lập, mình cũng sẽ giúp cho chồng con của mình đỡ với gánh nặng, và mình sẽ đồng hành được với chồng con của mình. Khi một người mà đã đam mê về một cái vấn đề gì, về công việc hoặc về một cái ngành nghề, một cái gì đó, thì người ta chú tâm vào nó nhiều quá, người ta sẽ bỏ bê những cái còn lại, kể cả gia đình, con cái. Người phụ nữ thì phải lo cho con cái, chồng con là được, không muốn là hơn tôi thì sao. Nếu mà một gia đình mà về kinh tế đã vững rồi thì người phụ nữ nên coi trọng gia đình hơn, bảo toàn cái cung dung ngôn hạnh trước, rồi bắt đầu có thời gian thì bắt đầu dành thì đi lo cái vấn đề kinh tế thêm xã hội. Thực sự lại không bằng được với gia đình và công việc đó, đó là một câu hỏi cực kỳ khó. Vấn đề đó nó cũng cần nhiều yếu tố lắm, ví dụ như là từ những người trong gia đình, đặc biệt là hai người vợ chồng với nhau phải cùng san sẻ với nhau. Em thấy với phụ nữ bây giờ nha, thì như em vừa chia sẻ với chị, nếu mà mình thực sự tốt thì mình hãy cố gắng làm sao chu toàn được công việc và gia đình. Đừng mãi mê với công việc, và cũng đừng có gọi là cứ ở nhà không để mà làm những cái việc nội trợ. Nếu như mà một người đàn ông mà bên mà có người vợ của mình, mà nếu người vợ không có làm gì phụ giúp cả, không có, mặc dù cái kinh tế lớn hay nhỏ gì đó không quan trọng, mà phải có cái công việc làm. Chứ nếu chúng ta chỉ ở không và ngồi chờ để mà chờ chồng mình, thì hình như là người đàn ông cũng cảm thấy mệt mỏi và phiền phức, đúng không? Không, nhưng mà có những trường hợp người đàn ông lại thích như vậy chị ạ. Nhưng mà em nghĩ thích không bao lâu đâu. Với em nó là như vậy. Rồi đến một cái thời điểm nhất định nào đó, người ta sẽ cảm thấy rằng hơi chán với cái cuộc sống như vậy. Nếu như người phụ nữ của mình cũng là một người lăn xả ngoài xã hội đi làm, nhưng đương nhiên nó cũng chỉ ở mức độ là không bằng người đàn ông. Chắc chắn nó là như vậy. Mình sẽ không lăn xả mọi thứ bằng người đàn ông được. Nhưng mà nếu mình có một cái công việc riêng ổn định mà mình vẫn chu toàn được với gia đình, thì em cảm giác rằng là cả hai phía, người đàn ông và phụ nữ, họ sẽ cân bằng được cuộc sống nhiều lắm. Nếu như vậy thì có phải là nếu như một người vợ mà không có cái công việc riêng, không có cái sự nghiệp riêng, không có ổn định, không có tự lập được về mặt tài chính thì sẽ thiếu sự tôn trọng của người chồng, đúng không? Thì như em nói chị cũng không hẳn như vậy. Thực sự có những gia đình á, người chồng họ về kinh tế họ quá vững mạnh, nên họ chỉ muốn một người vợ của họ ở nhà chăm sóc con cái, đi spa, chăm sóc đẹp, sắc đẹp và để chồng ngắm. Và bản thân chồng cũng muốn một người phụ nữ lúc nào em cũng dưới gì đó của anh đi, để anh được che chở, thể hiện bản lĩnh đàn ông. Thực sự đó là người đàn ông, đó là nói chung quy rằng người đàn ông nào họ cũng có một cái sĩ diện của họ. Có khi nào mà Ngọc đi diễn, đi event, đi show nhiều quá rồi chồng có vẻ buồn, có hơi phàn nàn, trách móc nhẹ gì không? Thực sự đó là công việc rồi. Cho nên là bản thân em á, thì mỗi lần mình đi diễn như vậy á, thì thường là sẽ đi cùng em. Đó, người em yêu sẽ đi cùng em để mà hiểu được cái công việc của em, những cái tính chất công việc em phải trải qua trong cái buổi diễn đó như thế nào. Thực sự em rất mong ảnh đi cùng em mà để ảnh hiểu được
những gì mà em đang làm với cái nghề nghiệp của mình, để không có những cái sự ghen tuông vô cớ. Nhưng mà cái nghề của mình rất là nhạy cảm, chị hiểu đó. Cho nên là đôi lúc là mình cũng phải cố gắng dữ lắm để nói, để anh hiểu và giải thích làm sao cho anh hiểu trong một cái chiều hướng thực sự tích cực. Chắc chắn là anh sẽ hiểu theo một tình huống tích cực. Nếu anh chưa hiểu thì ngày hôm nay nhớ kêu anh coi lại cái chương trình Bốn Mùa Yêu Thương. Bây giờ thì Tường sẽ chia sẻ với Hồng Ngọc và quý vị khán giả một lá thư của một bạn gửi về cho chương trình. Vợ tôi là một người rất ham việc. Từ khi được lên chức, tăng lương, cô ấy lấy đó làm động lực mà ngày càng làm việc nhiều hơn. Vợ tôi thường xuyên đi sớm về muộn, cô ấy còn mang cả việc ở công ty về nhà làm thêm. Công việc nhà không biết từ lúc nào đã thành nhiệm vụ của tôi, kể cả việc đưa đón con gái đi học. Hầu như bữa cơm tối giờ đây chỉ còn có hai bố con tôi. Dù biết vợ tôi rất yêu thương chồng con, nhưng vì công việc mà cô ấy không còn thời gian để quan tâm, sắp xếp lo toan cho gia đình. Tình cảm giữa chúng tôi ngày càng ít mặn nồng hơn. Qua chia sẻ vừa rồi, Hồng Ngọc cảm nhận như thế nào? Em cảm thấy buồn vì những đó là cũng là một phần hai vợ chồng không cân bằng được. Nhưng mà theo em nghĩ ở đây thì lỗi người vợ nhiều hơn. Có nghĩa rằng là cũng không phải là quá trách chị ấy, tại vì đó là một cái mục tiêu mà chị ấy mong muốn hướng đến. Khi mà chị ấy đạt được cái mục tiêu là lên chức rồi và công việc của chị ấy thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, mọi thứ nó xuôi chè mát mái như vậy thì không thể nào trách chị được. Cái đó là do cái nguồn công việc cuốn chị theo phải làm như vậy. Nhưng khi nó cuốn theo như vậy, bản thân chị lại không có biết tách biệt nó ra mà chị lại cuốn theo nó luôn. Như vậy thì người đàn ông được quyền đeo đuổi cái sự nghiệp, cái ước mơ của mình, thì người phụ nữ, người vợ cũng vậy, được quyền đeo đuổi những đam mê, những ước mơ, những cái hoài bão trong cuộc sống của mình. Vậy thì làm thế nào để người phụ nữ có thể cân bằng được giữa gia đình và công việc? Thì em mới nói đó là sự công bằng của người đàn ông và người phụ nữ. Ở đây nếu phụ nữ người ta đã làm được như vậy, nếu người ta cân bằng được thì người đàn ông cũng phải làm được như vậy. Em nghĩ đó là bình đẳng. Bây giờ người ta hay nói rằng là đã là đàn ông mà thì phải đi làm, phải làm này, việc nhà, việc nước, việc này, việc kia, còn thời gian đâu nữa mà để chăm sóc gia đình. Đó không phải, đó là em nghĩ chỉ là câu biện minh thôi. Em không có thích. Đó là mình phải có sự trao đổi với hai vợ chồng để dạ, sắp đúng. Xếp công việc trong tại gia đình. Tại vì nếu người đàn ông muốn vợ mình là như vậy thì bản thân người đàn ông cũng phải thay đổi theo cái chiều hướng tích cực mà đã mong muốn người vợ mình làm. Giống như trong cái trường hợp chị này, nếu như anh cũng là một người giống như chị thì cả hai vợ chồng đều phải biết cân bằng cuộc sống và ngồi lại nói chuyện với nhau để làm sao mà cũng lo được cho con cái nó có được cái cảm giác gia đình, ăn uống cùng nhau. Thế như Ngọc nghĩ thì người vợ có nên đặt ra một cái mốc, một cái giới hạn nào đó trong cái công việc để mà mình dành cái thời gian cho gia đình không? Nếu như chị ấy đã được đạt được cái mục tiêu mình mong muốn rồi thì mình nên cân bằng cái việc mà công việc của mình vẫn làm tốt công việc của mình. Thế thì nếu như mình làm ở công ty mãi mê đến tối như vậy thì mình cố gắng mình đem về nhà hoặc là mình nhờ trợ lý của mình xử lý được những cái việc nào mà tối ưu nhất có thể giúp mình. Vậy thì Hồng Ngọc có nghĩ rằng nếu như những bạn trẻ nào mà quá đam mê về công việc và đang muốn thăng tiến trong công việc, đang muốn khẳng định mình vị trí nhất định trong xã hội thì nên khoan lập gia đình? Thì nó cũng là một cái ý kiến hay. Tại vì bản thân em năm nay em cũng 30 tuổi rồi, nên là mình cũng có thời điểm mà mình muốn lập gia đình á, thì ngay lúc này là một cái khoảnh khắc đẹp với một người phụ nữ. Vì mà mình đã bước qua được những cái kinh nghiệm, những cái mà trong cuộc sống mình trải qua, những cái thanh xuân của mình, mình đã đủ rồi. Mình cảm thấy rằng mình rong chơi trong công việc, mãi mê với tình yêu hay là như thế nào đó, em cảm giác nó đã đủ cho một người phụ nữ với một cái độ tuổi chín mùi. Thì với em 30 tuổi kết hôn là đẹp nhất. Bây giờ Tường sẽ có một số những câu hỏi trắc nghiệm cho Ngọc nha. Trả lời nhanh nha, Tường hỏi và Ngọc sẽ trả lời liền. Ok. Người yêu suốt ngày càm ràm vì em không có thời gian nấu ăn, em có chấp nhận được không? Vì sao? Không. Vì sao? Mình có công việc của mình, mình phải cảm thấy ngày đó dành ra một cái buổi nấu ăn để bất ngờ cho người yêu mình thì mình mới dành ra được, chứ không phải lúc nào cũng mong muốn mình làm là phải làm. Cứ mãi mê cái mặt mình ở trong bếp á, thì mình rất xấu xí, mà khi xấu xí thì chồng nói ủa tại sao mình không chăm sóc, cái gì cũng có thể bị nói được. Cho nên là mình phải biết yêu thương mình. Và khi mình yêu thương mình thì chắc chắn người khác cũng sẽ yêu thương mình. Nếu vậy hai vợ chồng trong nhà rồi, chồng cũng đi làm, vợ cũng đi làm rồi, vậy thì về nhà ăn cơm đâu ăn? Tôi hỏi thiệt mà. Rồi cơm đâu ăn? Cho nên là mình phải
với cuộc sống mà mình không nói trước được những cái việc đó, chắc chắn mình cũng sẽ rơi vào những cái ngày như vậy. Không thể nào, ai cũng vậy thôi. Nên là mình phải giống như em nói là cân bằng được cái việc đó. Câu thứ hai, giả sử người yêu chỉ muốn em ở nhà nội trợ, không cần làm việc nữa, em chấp nhận hay không? Vì sao? Không, vì bản thân em là một người mong muốn, một người phụ nữ là phải có công việc của riêng mình. Vì đó sẽ là một cái gì đó rất là hay dành cho cái việc hôn nhân và cả cá nhân của mình nữa. Câu hỏi thứ ba, đã có người đàn ông nào từng yêu cầu em từ bỏ sự nghiệp chưa? Chưa. Từ xưa giờ không có yêu ai mà người đó kêu em bỏ công việc hết trơn hả? Họ yêu em là vì họ đã biết cái công việc của em đang làm gì rồi. Bố mẹ có bao giờ ngăn cấm em theo đuổi đam mê không? Dạ không. Bố mẹ là một người đã đồng hành với em từ những ngày đầu em bước vào nghề, từ bán chuyên đến khi mình là chuyên nghiệp hơn mười mấy năm, thì là bố mẹ là cái người ủng hộ em nhiều nhất, tiếp cho em những cái năng lượng mà thực sự một đứa con rất cần. Từ nơi gia đình thì bố mẹ em đã rất ủng hộ cho em theo con đường này. Bạn rất là may mắn. Và câu hỏi cuối cùng, sự nghiệp và tình yêu, nếu phải chọn một thì em chọn gì? Bắt buộc chỉ được chọn một. Khó quá. Khó mới hỏi. Chọn hai luôn được không? Được. Khó quá, khó trả lời lắm. Phải trả lời. Không trả lời được. Được. Không được. Chọn hai đi ạ. Em cũng không bỏ tình yêu được, mà cũng không thể nào bỏ sự nghiệp được. Nhưng mà thật sự trong cuộc sống nó bắt buộc có những lúc mình phải chọn lựa đó Ngọc à. Thì nó phải nằm trong cái hoàn cảnh nào nữa. Ừ, cái hoàn cảnh nào. Thì nếu như cái hoàn cảnh đó tình yêu mình vẫn đang yêu, mà mình cảm giác rằng á, mình lúc đó mình sẽ cân đo đong đếm, à sự nghiệp mình đang như vậy, rồi người yêu mình có vẻ như không được tốt với mình lắm, họ đang yêu nhưng mà mình cảm giác nó hơi nhạt nhòa với mình, thì chắc chắn lúc đó mình sẽ chọn trong sự trường nghiệp. Hợp cả hai đều đang rất tốt nhưng vì hoàn cảnh cuộc sống bắt buộc em phải lựa chọn một trong không hai có thì đâu em sẽ chị. Chọn gì? Chọn hai. Thưa quý vị, đó là những ý kiến của Hồng Ngọc và Cát Tường. Cảm ơn Hồng Ngọc với chia sẻ rất là thẳng thắn. Mặc dù cô rất là ngoan cố, tôi ép hoài mà cô cũng không đưa ra lựa chọn của mình. Còn với quý vị khán giả thì sao? Đặc biệt là các chị em phụ nữ, nếu rơi vào hoàn cảnh phải lựa chọn giữa công việc, sự nghiệp của mình và mái ấm gia đình thì các bạn sẽ chọn như thế nào? Hãy gửi ý kiến của các bạn về cho chương trình của chúng tôi qua kênh YouTube hoặc là fanpage của Bốn Mùa Yêu Thương. Một lần nữa cảm ơn Hồng Ngọc đã đến và chia sẻ rất là thú vị trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Quý vị ơi, hãy đón xem chương trình vào khung giờ rất quen thuộc 20:30 thứ tư hàng tuần trên kênh VTV2 quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị hãy theo dõi chuyên mục Có Thể Bạn Chưa Biết.